vì là con đường thành công không nhất thiết là phải theo đại học. Mình có năng khiếu về những ngành nghề khác thì mình cứ theo đuổi, mình đam mê mình theo đuổi thì mình cố gắng thì cuối cùng thì cũng đạt được thành công của những thứ mình mong muốn. Chị muốn là làm đẹp cho tất cả mọi người. Thường thì em không thấy có gì khó khăn trong quá trình học tập, mà chủ yếu là ở cái sự kiên trì và cái sự chăm chỉ luyện tập. Thay vì tiếp tục con đường đại học thì em quyết định là em học full sum, bởi vì là em nghĩ là ngành nghề này là hiện tại em khá là phát triển thị trường. Thực ra trước là chị cũng có nghề sẵn rồi, là nghề cắt tóc làm đẹp cho mọi người. Thì thực ra trong cái thời gian làm thì chị cũng muốn là làm đẹp hơn nữa, muốn cho mọi người đẹp hơn nữa, thì chị lại chuyển sang và cũng học thêm ngành nghề full sum. Thì chị muốn là làm đẹp cho tất cả mọi người. Và một phần nữa là em muốn theo đuổi bởi vì nó có cái sự chinh phục. Em nghĩ như thế, nó rất khó nhưng mà khó ở cái mức mà chinh phục rồi mới đạt được cái sự thỏa mãn nhất định.